Xin chào các bạn thân mến, Mezo đã quay trở lại với tất cả chúng ta trong chương trình Góc Nhỏ City ngày hôm nay rồi đây. Minh Xù sẽ chỉ cho các bạn cách thức thực hiện một tờ lịch thần kỳ. Minh Xù sẽ chỉ cho các bạn cách thức như thế nào để có thể thực hiện một lọ đựng viết. Thứ hai sẽ là phần thử thách với cô nàng Mi Xoa và một vị khách mời đặc biệt, đúng không ạ? Hãy cùng khám phá đối thủ của Mi Xoa trong chương trình Góc Nhỏ City tuần này nhé các bạn.